chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc nha các bạn. Và tiếp theo là đến màu tím này. Màu tím anh sẽ tô cho cái phần dưới của cái máy bán kẹo này nha các bạn ơi. Hello. Và trên tay anh hôm nay là một bức hình những cái kẹo này, đúng không nào? Cái máy bán kẹo này. Và anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh như thế này nha. Và các bạn hãy lấy giấy bút ra và chúng ta tiến hành ngay thôi nào các bạn. Và chúng ta chuẩn bị nha các bạn. Và từ đây anh vẽ một vòng cung qua bên này thì thế nào? Từ đây anh nối vòng cung lại đây này. Trên này anh vẽ một vòng cung ở trên này. Và ở đây anh vẽ một hình bo tròn này các bạn. Một hình tròn nha các bạn ơi. Bo lại này. Trên này anh còn bo xuống này. Đây bo xuống này. Cái này là cái hũ đựng kẹo nha các bạn. Và ở đây anh kéo thẳng nghiêng xuống một đường. Bên này cũng nghiêng xuống một đường này. Và từ đây anh nối vòng cung lại điểm này. Nhớ là vòng cung này. Trên này cũng một đường vòng cung này. Được chưa các bạn ơi? Và tiếp theo này, ở đây anh vẽ một đường xuống này, anh gạch qua này, anh vẽ một đường kéo xuống nối với điểm này. Và tiếp theo phía bên này anh vẽ một vòng tròn to này các bạn. Một vòng tròn nha, các bạn nhớ một vòng tròn càng tốt nha các bạn. Một vòng tròn này. Rồi từ chỗ này anh vẽ một đường vòng cung như thế này, một đường xoắn này. Rồi anh xoắn vào, anh kéo xoắn vào này. Kéo xoắn vào, rồi dừng chỗ này, được chưa nào? Ở đây anh vẽ một đường thẳng xuống đây. Bên này anh vẽ đường thẳng xuống, anh bo cung lại chỗ này. Được chưa nào các bạn? Ở đây anh vẽ một hình tròn ở đây này, một hình tròn này. Từ đây anh vẽ một hình cung nối với điểm bên này, được chưa? Ở dưới anh nối một điểm bên này, được chưa các bạn ơi? Ở đây anh vẽ một vòng tròn này. Rồi ở đây anh gạch một đường ở đây này. Và tiếp theo ở trên này anh vẽ những viên kẹo hình tròn này. Những hình tròn nha các bạn ơi, những hình tròn nhỏ ở trong cái hũ kẹo này nha các bạn. Cái hũ này đựng rất là nhiều kẹo các bạn ơi. Rất là nhiều kẹo, nhiều màu sắc này. Những hình tròn đúng không nào? Những hình tròn, những viên kẹo nhiều màu sắc này nha các bạn. Đây là một chiếc bán máy kẹo nha các bạn ơi. Chiếc bán máy kẹo, những viên kẹo nhiều màu sắc đấy. Đây anh vẽ những hình tròn này. Được chưa các bạn? Và đây anh vẽ một vòng cung xuống, anh lượn lên, anh nối điểm này được chưa nào? Đây anh vẽ một đường cong ở đây, anh lượn ở đây, lượn xuống đây này. Đây anh gạch hai gạch này. Dưới này anh cũng vẽ một đường ở đây, anh bo vào, gạch lên, gạch xuống, gạch hai gạch ở đây. Và trên này anh vẽ một vòng đây, anh vẽ vòng lên này. Vẽ vòng ở đây, anh gạch bo xuống đây này, gạch hai gạch này. Bên này cũng vậy. Anh kéo xuống, bo vào, kéo ra đây. Rồi gạch hai gạch để cho các bạn. Ở đây anh vẽ những hình tròn ở trong này. Những hình tròn, những hình vòng cung ở đây này. Những hình tròn nha. Và ở đây hình vòng cung này. Ở đây anh vẽ những lượn sóng này. Trên này cũng lượn sóng này. Để cho các bạn. Và bây giờ anh sẽ tô đậm và chúng ta chuẩn bị tô màu này các em. Một bức hình rất là dễ thương đúng không nào? Rất là nhiều kẹo luôn. Và các bạn hãy lấy bút màu ra, bút sáp này nha. Và chúng ta hãy cùng tô màu đây nè. Và chúng ta nhớ là cùng nhau học màu sắc rồi nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành ngay thôi nào. Và tiếp theo anh sẽ tô màu. Bây giờ anh sẽ tô màu cam nha các bạn ơi. Màu cam nhạt cho những cái tai của viên kẹo này. Đây anh sẽ tô màu cam nhạt ở phía đây này các bạn. Màu này màu cam nhạt nha các bạn ơi. Và cái ở dưới này anh cũng tô màu cam nhạt luôn này. Và những ở đây và cái tay cầm này anh cũng tô màu cam nhạt luôn này các bạn. Và những cái kẹo ở trong này anh cũng tô màu cam nhạt luôn này. Màu này màu cam nhạt nha các bạn ơi. Và tiếp theo là đến màu cam đậm, anh sẽ tô ở đây chỗ này màu cam đậm nha các bạn. Các bạn nhớ màu cam đậm nha. Anh cái kẹo ở ngoài nữa anh cũng tô màu cam đậm, ở trong này những cái kẹo ở trong anh cũng tô màu cam đậm luôn này các bạn ơi. Màu cam đậm này anh sẽ tô ba cái và cái chỗ này anh cũng tô màu cam đậm luôn này. Và tiếp theo này là đến màu xanh dương, anh sẽ tô cho cái kẹo này nha các bạn. Màu xanh dương này, màu xanh dương nha các bạn ơi. Ở đây anh cũng tô màu xanh dương luôn này. Các bạn nhớ học màu sắc, học vẽ và học tô màu cùng anh nha các bạn ơi. Những cái kẹo ở bên trong này anh cũng tô màu xanh dương luôn này. Các bạn nhớ là đăng ký kênh này, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha các bạn. Và tiếp theo là đến màu xanh lá cây, anh sẽ tô cho những cái kẹo này. Đây cho những cái kẹo ở trong này. Và cái chỗ này anh cũng tô màu xanh lá cây luôn. Và cái kẹo này anh cũng tô màu xanh lá cây luôn này các bạn ơi. Màu này là màu xanh lá cây nha các bạn. Các bạn nhớ nha, màu xanh lá cây này. Rồi một cái kẹo nữa, anh tô bốn cái kẹo ở trong màu xanh lá cây luôn đấy. Và tiếp theo là đến màu hồng này các bạn ơi.
Màu này là màu hồng các bạn nhớ nha. Anh cho tôi những cái kẹo ở trong này là màu hồng này. Đây, ba cái kẹo ở trong là màu hồng. Và toàn bộ cái phần còn lại này của cái kẹo này anh cũng tô màu hồng nữa này các bạn. Các bạn nhớ màu này là màu hồng nha các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc nha các bạn. Và tiếp theo là đến màu tím này. Màu tím anh sẽ tô cho cái phần dưới của cái máy bắn kẹo này nha các bạn ơi. Một cái máy bắn kẹo đúng không nào? Có rất là nhiều viên kẹo màu sắc ở trong. Mà chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào là nó sẽ ra kẹo thôi các bạn ơi. Đây, anh sẽ tô màu tím cho cái phần này nha các bạn. Và tiếp theo là đến màu đỏ này các bạn. Anh sẽ tô cho cái kẹo xoắn ốc này là màu đỏ này. Màu đỏ nha các bạn ơi. Anh sẽ tô ở phần ngoài này là màu đỏ hết này. Đấy, một màu đỏ đúng không nào? Một cái kẹo màu đỏ. Và tiếp theo là đến màu vàng này. Anh sẽ tô màu vàng này các bạn ơi. Và tiếp theo là đến màu xanh lá cây này. Và tiếp theo là đến màu xanh dương đấy các bạn. Màu xanh dương nha các bạn ơi. Và tiếp theo là đến màu hồng này. Màu hồng và cuối cùng là màu tím nha các bạn ơi. Wow, anh đã tô xong rồi này các bạn.